And there are real rockets that go to the moon. The museum has a show all about the moon. Bữa nay mẹ làm món xôi mặn, mẹ đang khìa thịt gà để sắc nhỏ nhỏ ra để bỏ vào trộn với lạp xưởng, tôm khô, hành sấy, tỏi sấy á. Chứ không có trà bông, thiếu món trà bông. Món xôi mặn của Việt Nam là có trà bông nữa mới đủ. Thì ở đây có gì làm nấy. Sao này quá gió. Ngày nóng sâu cùng của đợt nóng năm nay để chuyển sang mùa thu mát mẻ rồi sẽ sang đông. Nắng mà có gió, mà gió nóng giống như gió sa mạc vậy đó. Lá cây xào xạc luôn, đồ bay phấp phới. Trên trời thì máy bay bay sùm ra ngoài sao. Có thịt tôm khô và ớt xưởng trộn vào, rồi chiên thêm trứng gà nữa, sắc sắc sợi sợi trộn vô cùng với tôm khô, lạc xưởng, rồi thịt gì có thì để thịt nấy, có thịt gà, sắc thịt gà. Mẹ mấy mấy trứng mà mẹ nấu nồi nhiêu xoài, nó lấy 4 trứng thôi. Ok, 4 trứng rồi. Thịt này, thịt gà này chiên xong, khìa chiên xong thì tới để lạp xưởng chiên, rồi chiên trứng gà, xào tôm khô qua với hành tỏi cho thơm, rồi trộn vô. Trong thời gian ở trong thì nấu thêm nồi xôi đó. Lúc về Việt Nam ăn Tết mới vừa rồi không có ăn món xôi mặn, xôi gà, tại vì ở Việt Nam nhiều món ngon quá không có thèm món xôi. Rồi tối ăn tối, trong thời gian chờ xôi pha ly cà phê sữa đá Việt Nam uống. Đá này uống không đã, phải lấy nước đá cục bự của mẹ đập nè. Cà phê sữa đá. Đó, để đá vô. Trong thời gian chờ ăn xôi mặn. Và cái mì này mua trong Costco ngon lắm nè, cái mì Hoàng Thánh. Xuất sắc. Nhớ Việt Nam uống theo phong cách này. Ở đây thì mấy ngày nóng nóng gì thì uống được thôi, chứ trong năm mà nhất là buổi sáng lạnh là phải uống cà phê nóng. Nồi xôi. Còn đây là nếp mẹ đang ngâm để nấu xôi nè. Để xôi vô nấu, nấu nồi to này cũng nhanh lắm. Mà cái lúc mà mình trộn thịt đồ vô rồi á, nếu như mà mình có ở nhà còn pate gan làm bánh mì mà shop đem ra shop hết rồi, chứ ở nhà có là mình dứt cục để lên thịt trộn lên thì ăn ngon. Xôi, nấu xôi. Tôm khô thì xào với tỏi dầu ăn cho nó thơm mình mới để vô trộn vô trong xôi, chứ mà tôm khô mà lấy ra để vô xôi liền ăn thôi á. Đi học thì nhiều khi đem đồ ăn theo không có đói bụng, là chạy ra có nhiều cái trạm xe học đó nè, cái khúc Hoa Mã Đà hay trạm xe hay trên Central cũng có bán đồ ăn, nhưng mà cứ chờ để về vậy đó. Thì lâu lâu Sydney cho rail là gặp sự cố một lần, còn nếu mà họ sửa từng đầy xe lửa thì họ sửa vào thứ bảy chủ nhật nè.
Rồi thêm món thịt chiên, thịt muối chiên, ăn với cơm trắng. Mấy đứa cháu ăn xôi mặn không được thì sang cái này cho bữa tối nay. Xôi đã chín. Thơm quá. Đồ quá dẻo và mềm. Rất là dẻo và mềm luôn, xuất sắc. Cái này ăn là no, không có gì no và ăn sâu mà. No thì sẽ rất là ngán. Ăn gì là quá nhiều so với phần cơm. Tại vì ít ăn cơm, ít ăn gạo lắm mà bới cái dĩa xôi. Nè, vậy đi, trở đồ trộn đồ vô. Hành sấy, tỏi sấy, cái này tỏi sấy hành sấy mẹ. Hành sấy. Hành sấy. Xôi dẻo, thơm nóng hổi luôn. Giờ mình để tới lạp xưởng vô đi. Lạp xưởng bên này thì thường ít mỡ lắm, không có mỡ. Tới tôm khô, tôm khô mới nãy mình đã khử rồi cho nên rất là thơm luôn, không hề hôi tanh nha. Rồi tới trứng, để rải ra cho đều. Nhiều quá cũng ngán, ít quá thì sẽ không có ngon. Tại ở đây mình cũng thiếu nhiều gia vị lắm. Mình thiếu... Có phải là mỡ hành nữa mà nhà mình không có ăn béo. Ôi, mỡ hành có dầu mỡ vô. Con thấy có hành sấy là cũng có gì là được rồi. Pate cho nó có vị thêm mà mình không còn ở nhà. Thôi vậy được rồi. Rồi thịt vô. Đó, vậy đó. Rồi mình trộn lên mình ăn thôi. Rất là xuất sắc. Xôi mặn. Cho thêm miếng hành sấy lên trên mặt đi cho nó đẹp. Hồi nãy để nhiều quá mà để lớp dưới. Rồi. Hơi thiếu gia vị tí thì mình cảm thấy hơi lạc. Mình ăn lạc lắm nhưng mà mình cũng thấy thêm tí nước tương vô sẽ rất là ngon hơn. Cho mình cho một chút xíu vô. Soy sauce. Rồi ai ăn cay thì để thêm tương ớt vô. Mình thì không ăn cay. Yeah. Bữa nay ăn xôi cho bữa tối. Bữa ăn chính trong ngày, bữa dinner. Sẽ ngán lắm đây nhưng mà sẽ rất là ngon. Thơm ghê á. Tranh thủ nóng dẻo ăn. Có đủ trong này thì nó mới ngon. Thịt, tôm khô, lạp xưởng, đủ hết. Rất. Đi mua đến chỗ này ăn thì chỗ này á gọi là lemon grass hot pot. Hiện chỗ này là cái chỗ bán buffet và dạng lẩu á. Đừng múc nhiều xôi, nhiều xôi ngán lắm mẹ ơi. Giống con nãy con múc cái dĩa, trời ơi, quá nhiều. Nóng ơi là nóng. Cái này ăn no dữ lắm. Nhãn mềm ngon. Đây. Thì trước tiên mình sẽ sơ được cái nhà hàng một chút xíu cho mọi người cùng xem. Ở đây nó sẽ có một cái tủ đông có rất là nhiều thịt trong này, thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt cừu mình có thể lấy. Còn đây là nguyên một cái dàn đồ trứng nè,
rồi mì, rồi đậu hũ, rồi bánh này là bánh bánh dạo nè. Cái này là soy sauce with sriracha, nước tương với tương ớt trộn vô sẵn, ai ăn thì chan vô thêm. Bà lấy cái dĩa đây, bà lấy cái này là ba nè. Ngon ha, mình phải để nhiều hành 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 tỏi xay vô mới ngon đó. Thêm đi nè, chị chạy chạy tập đi. Rồi xúc thêm mấy dĩa vậy nữa. Cũng ăn mà. Mấy giờ. Sao mẹ ăn cũng ngon quá.